không không còn rõ ràng nữa là làm cách nào để Cauchy plot hay là cái gì đó này để có thể chặn nó. Thì năm 2006 có một bài báo của Rooney đã cho một cái trạng rất là tốt, cái trạng chậm đấy này thì mình cho cái. Nhưng mà thật ra thì Rooney và Max thì chứng minh cái này ở trong những bài toán CSP Constraint Satisfaction. Thì mọi người đã biết là CSP cũng chỉ là trường hợp đặc biệt của cái bài toán tổng hợp nên là không có ngạc nhiên khi mà nhìn thấy cái CSP thì sẽ quy ra. Nhưng mà sau đó thêm một tác giả nữa thì ở Tây Ban Nha, Rui thì ở Đức mà đã từng sống ở Mỹ rất lâu, Marx thì ở Hung. Thì cái bất đẳng chất này thì mà nói đúng ra là bắt đầu từ Rui và Marx, nhưng mà cái bài toán này thì nó phân tích hơn, phân tích kỹ hơn một chút. Mà sau này thì tôi phát hiện ra là ở đâu bản thân cái bất đẳng chất đó đã được viết từ trước rồi, những cảnh khác từ một bài báo của Phúc Tham này khoảng năm 2006, cái này chắc hình như là khoảng năm 95 khác, mặc dù là nó không tổng quát gì cái tôi sẽ nói ở đây, nhưng mà sau này mình có thể chứng minh là nó tương đương sau một hai trang. Thì cái ngữ cảnh mà viết rất là can dùng để chứng minh cái bất đẳng chất đó là đến số lần xuất hiện của một cái hypergraph nhỏ ở trong một cái hypergraph. Nhưng mà đến năm 2012 thì bọn tôi chứng minh là tất cả những bất đẳng chất này nó tương đương với những bất đẳng chất Colobus-Thomson của năm 1995, năm 1992. Thì đây là nó. Với một số lượng thì tôi chứng minh là nó tương đương với lại bất đẳng chất Thomson từ năm, hình như là cái viết khác khác này không được năm này, khoảng cơ khoảng 2000 cái này thì mình cũng không. Thank you.
from the algorithm x, x của f, tại vì x là cái tên biến alpha đó thôi, nhưng mà từ x của f thì nó lại lộn như thế này, tại vì cái tên biến alpha. Tất nhiên là alpha phải bảo kính một cái điều kiện nào đó. Thì trong trường hợp cũ mình vừa mới chứng minh thì là tất cả những cái alpha đó bằng 1 2 hết. Căn của căn của f ở đây là bằng 1 2 hết. Và đây alpha là bằng 1. Nó khỏi được cái như thế này. Với bất kỳ một vector alpha, đây sẽ là một cái vector của các biến. Tức là với mỗi một cái siêu cạnh thì mình có một cái alpha. Với mỗi siêu cạnh thì có một alpha. Nếu là cái alpha nó thỏa được hiện trong đây. Nó thỏa được hiện là nó gọi là một cái fractional edge over, tức là một cái phổ cạnh. Tên nó thì dài dòng nhưng mà ý nghĩa của nó là thì ở đây nó có nghĩa là như vậy, nếu được lấy một cái đỉnh cực kỳ thì khi mà lấy đỉnh V ấy, thì mình sẽ có những cái siêu cạnh mà nó chiếu V, như ở trong trường hợp này là có hai cái siêu cạnh chiếu V, thì mình lấy tổng của những cái siêu cạnh, tổng của những cái giá trị alpha của những cái siêu cạnh chiếu V ấy, thì cái tổng của giá trị alpha phải lớn hơn một, và cái điều này phải đúng với mọi số quan hệ có với V, số quan hệ mà có liên quan đến V mà mình phải lấy tổng của các cái số alpha cái này là đối mọi thì là đối mọi alpha, tức là miễn là nó thỏa được cái này. Thì bây giờ mình có thể kiểm tra với lại cái hình tam giác của trong cái hình tam giác của mình có cái siêu đồ thị sẽ chỉ có ba đỉnh thôi, là x, y, z. Mình chỉ có ba cái cạnh là x, y, z và y, z. Xong rồi mình sẽ có 3 giá trị alpha, alpha x, y, alpha z, alpha z. Và điều mà mình cần là alpha x, ví dụ như đấy là y, thì alpha x, y cộng với alpha y, z là phải đúng 1 1. Mà tại chúng ta mình chọn là 1 phần 2 hết rồi nên là tất cả bằng 1. Và không những như vậy, họ chứng minh được là cái bất đẳng thức này là chẳng. Nếu như mình chọn alpha thì cái này nó thực ra nó là một họ của các bất đẳng thức. Nên bây giờ mình sẽ quay lại cái câu hỏi chúng ta biết là thật sự là mình không nên luôn luôn chọn alpha là 1 2, nó phải tùy vào cái kích thước của quan hệ. Ví dụ như mình vẫn tiếp tục cái trường hợp tam giác này, ví dụ mình có
ba quan hệ hai cái trong đó biến thức là một, cái thứ ba là biến thức là n. Thì tất nhiên là cái output nhiều nhất là một, vì mình chỉ có một điểm x y, một điểm y z, thì output thì có biết là một điểm. Khi mà trong cái hình chiếu mà mình đã biết hai điểm rồi thì mình gióng nó lên cái không gian thì nó chỉ có nhiều nhất là, tức là nó sẽ là điểm output, nếu như mà cái này nó rơi vào cái bóng của tập tên nó không phải thôi, tức là output nhiều nhất. Nhưng mà nếu mà mình dùng cái bất đẳng thức lúc nãy thì mình sẽ ra được cái trạng là tăng n này, một nhân một nhân n, cái trạng là tăng n này, cái trạng nó không tốt. Nhưng nếu bây giờ mình dùng bất đẳng thức này thì mình được, là tại vì nếu mà dùng bất đẳng thức này thì mình sẽ chọn alpha x y bằng một, r trên x y, s là trên y z. Thì mình sẽ chọn alpha x y bằng 1, alpha y z là bằng 1, và alpha x z là bằng 0. Thì cái trạng trên của mình thì trước hết là đây sẽ là một cái nghiệm của cái hệ vì với biến y chẳng hạn thì mình đã có x bằng một rồi, với biến z thì có y z bằng một, ok, với biến x thì mình cũng có x bằng một, nên là cái chuyện mình đặt như một không phải đổi đến là nó làm việc. Thì nếu mà mình biết được cái bất đẳng này nó sẽ là một với trừ một nhân với một với trừ một nhân với n với trừ không thì nó cái trạng vẫn là một, tức là vẫn là cái trạng tốt nhất. Thế thì như chị Kim Anh nói là cái để tìm được cái trạng tốt nhất thì mình nên giải mình nên tìm cái alpha khỏi điều kiện này sao cho cái trạng trên này là nó mà cái trạng trên nó nhỏ nhất thì mình có thể lấy cái log, tức là nó sẽ ra cái trường hợp như thế này. Sau khi lấy log thì mình sẽ biến cái tích thành một cái tổng, tức là mình gọi điều kiện này là sao. Nếu mà mình lấy log của cái tích này thì nó sẽ là một cái tổ hợp tương tự của các cái alpha sao cho nó ở cái hệ bất đẳng thức này. Thì đây là một cái quy hoạch cái tính của cái vô can mà nếu mà mình biết trước cái kích thước của các cái quan hệ này thì mình có thể giải cái quan hệ rất là đơn giản. Đấy, thì sau khi mình giải những cái công thức này thì mình sẽ có những cái giá trị hoàn toàn tốt nhất có thể có. Thế thì họ chứng minh cái bất đẳng thức này bằng cái phương pháp entropy. Tức là lấy từ một bất đẳng thức của Shearer từ hồi năm 81, nó đã đại cái tổng cộng hòa của chúng ta đã được tìm được. Nhưng mà mình sẽ theo cái này, cái phương pháp như vậy để chứng minh bất đẳng thức đó. Chắc là mọi người tìm cái này tốt nhất chứng minh thì có đảm bảo là luôn luôn thì có bằng từ nào? Câu hỏi tốt, nó sẽ mình sẽ đảm bảo là dấu bằng xảy ra nếu như mà những cái quan hệ này nó gần bằng nhau, nó lại gọi
ví dụ như là tất cả những quan hệ này vào nhau thì đều không còn có thể xảy ra. Còn nếu mà những cái quan hệ này mà nó có kích thước lộn xộn thì cái nhu bằng có thể không xảy ra nhưng mà nó cũng gần với lại cái có thể xảy ra. Tức là cái trạng này cũng như cái trạng này rất là chặt về mặt của đây ra không biết. Vẫn chưa chắc nếu nhưng mà các cái kích thước này nó biến thiên quá nhiều so với nhau. Nhưng mà ví dụ như là các cái quan hệ này có kích thước cỡ cỡ bằng nhau thì mình sẽ nhỏ. Tức là đại gọi là cái nguyên lực như thế này, ví dụ như là sẽ tồn tại một cái input sao cho là cái output đó, thì nó sẽ cỡ bằng cái chặn đấy, thì cái chặn đấy mình sẽ gọi là FPT mà tốt nhất có thể có, nhưng mà để đối xa sau khi mình đã giải nhé. Cỡ bằng cái này chia cho một chia cho hai mươi này. Đây là trường hợp tệ nhất, tức là nếu mà xa chia thì nó chỉ xa với một cái tỷ lệ mà nó chỉ phụ thuộc vào cái query nhưng mà không có phụ thuộc vào dữ liệu. Tại vì khi mà mình cho n lớn, tức là cái kích thước của các cái quan hệ này tính đến vô cùng thì cái con số này tính vô cùng, còn cái số n nhỏ này thì nó chỉ là cái query. Tức là theo cái nào đó, nếu như mà mình nghĩ là cái query của mình bằng hàm số 100 hay 10 thì cái kích thước của nó sẽ đứng bằng với lại thế là của cái chặn. Nó chặn như thế nào? Này nói cái khác là nó chặn theo cái nghĩa là cái output tệ nhất là nó sẽ không có cái dạng là cái này chia cho command rồi. Bây giờ mình sẽ theo cái phương pháp này để mình chứng minh cái trạng trên này, mình không dùng phương pháp entropy. Thì mình sẽ xóa từ cái này đi và thay nó bằng cái này. Thì lúc trước thì mình lấy hình chiếu xuống x của hai cái quan hệ này, thì hai quan hệ này nó có chung cái tọa độ x này rồi. Bây giờ mình sẽ không, trong trường hợp tổng quát thì mình không chỉ có hai quan hệ, có thể có rất nhiều quan hệ nên mình sẽ tính cái hình chiếu là
thì anh về thì mình lấy luôn x1 thôi. À, không được thì giải thêm cái lấy x1 nhé. Bây giờ mình chiếu lên cho xuống kết quả đầu tiên. Thế thì giờ thế thì mình theo cái hình lúc nãy thì mình phải làm như này. Tức là mình đã có một cái danh sách của các cái nghiên cứu cái danh sách và tập hợp các phòng cổ. Cái danh sách đó là nằm ở FPT. Bây giờ với mỗi cái điểm x ở trong cái FPT đấy thì mình sẽ tính cái kết nối ở trong cái không gian còn lại. Tức là cái không gian này sẽ có số chiều là m trừ một. Mình đã loại ra, tức là mình sẽ lấy một cái nhân cấp của một cái mặt phẳng mà nó cắt cái trục x1 ở cái giá trị là x1. Thì mình sẽ có một cái mặt phẳng như vậy. Xong rồi cái phần còn lại là nó chỉ có số chiều là m trừ một. Mình làm như vậy với một cái giá trị này. Thì mình sẽ tính như thế này. Nhưng mà những cái query mà nó hơi đặc biệt, ví dụ như là một cái
nhiều lần hơn. Ví dụ mình lấy một cái đỉnh là x5 chẳng hạn,
thì cái nền cách âm nó vẫn được bao vẫn được phủ bởi những cái giá trị alpha y. Ví dụ như trước khi mình bỏ một đi thì cách âm sẽ có cái alpha này cộng với cái alpha này lớn bằng một, sau khi đó nó vẫn lớn hơn, nên mình dùng loại toàn bộ giá trị alpha. Nếu dùng loại toàn bộ giá trị alpha thì cũng thì mình có thể áp dụng nguyên đúng cái bước đặc biệt đó cho cái hạn của các bạn. Thì ở đây mình sẽ có một cái tổ tích
thôi bây giờ mình biết là kết quả ra xong rồi mọi người có thể kiểm tra nó là không được. Về cơ bản là mình có thể chuyển cái tích ra ngoài cái tổ vào trong, nhưng mà cái số mũ thì nó sẽ nằm ở trong trong từng cái tổ này. Thật sự là nó là tổng quát hóa của
Ở đây mình có thể quay lại cái quay tam giác này. Để cho nó đơn giản. Nó sẽ chạy xong. Bây giờ mọi người thử tưởng tượng là mình có một cái cây tử tiến khổng lồ. Cái nhánh đầu tiên thì là nó là tất cả những cái giá trị nằm trong cái domain của tích. Tất cả những giá trị nằm trong cái domain. Nó sẽ rất nhiều tích. Xong rồi cái nhánh thứ hai là tất cả những giá trị nằm trong domain của tích. Thì tất nhiên là mình không có làm việc với mình không có xây dựng cái cây là nếu như vậy thì thời gian chạy sẽ không sẽ kinh khủng. Nhưng mà cái mà mình muốn tìm là cái gì? Cái mà mình muốn output là cái gì? Mình muốn output tất cả những cái đường dẫn xuống cái cây này. Mỗi một đường thì nó sẽ tương ứng với một bộ x, y, z sao cho x, y là trong 3 lần của anh thì s và x, t. Tức là thật ra thuật toán của mình mình có thể nghĩ về nó như là một bài toán tìm kiếm. Thế thì cái cách mà để tìm kiếm cho nhanh là mình ví dụ lò dò xuống cái giá trị của x mà nếu mà thấy không phải là thật về nhanh thì mình không nên ví dụ như cái x này là không là giá trị không tốt thì không có lý do gì mà phải đi xuống cả cái nhánh y với z to lớn. Tức là mình vừa mới tìm xuống cho x thấy không phải là để bắt đầu backtracking nữa. Làm thế nào để mình biết là cái có phải không? Các cậu có nên tìm tiếp hay không? Cũng trong cái quan hệ trong cái tạm giam. Thay vì là mình tính tất cả những giá trị x nằm trong phần giao thì
mình sẽ lấy cái giá trị đầu tiên cho hàm giao, xong rồi mình sẽ giải quyết một cách vệ quy chúng tôi đã nói. Nhưng mà nó vẫn bản thân là bản chất nó vẫn là thuộc vào tìm kiếm. Xong rồi mình sẽ chạy xuống y. Y thì lúc này là nó phải giống được đúng vào A với lại trong đúng vào S thì mình mới nhảy xuống đây thì gì. Và nếu mà không giống được thứ hai là mình đã tìm hết gì rồi thì phải xác lại. Thì cả cái bài toán lớn này cũng giải quyết được bằng cái toán y này, tức là chỉ có backtracking search là mình có thể đạt được đến cái trạng thái. Nhưng mà mọi người sẽ thấy là mình sẽ có những cái lớp queries mà cái backtracking search này nó rất là tệ, là tại vì mình không có cache. Backtracking search mà không có cache thì nó rất là tệ, là tại vì có những cái tính toán mà mình tính ở dưới này sau này ở bên đây, tại vì những cái giá trị của y thì thật ra là nó giống nhau, nhưng mà khi gặp lại thì lại rất là vui đấy. Nên nếu mà mình không có cache lại cái toán trước ấy, thì sau này sẽ lặp lại được tại cái tính toán này. Nhưng mà mình cần một cơ sở ý thức cho cái việc khi nào cache là không. Nhưng mà trước khi đó thì mình sẽ mai sẽ nói về một cái đề tài cực kỳ quan trọng, theory composition. Và nếu mà hiểu được cái này thì mình có thể nhảy qua khoảng một nửa cuốn graphical model của mình. Rất là dễ dàng. Ok, hôm nay thì không cần tìm cái alpha làm gì để làm cái toán.
cho em hỏi, tức là ví dụ cái phương pháp là trung bình và entropy thì nó chỉ đúng cái trường hợp trung bình không? Chứ có đúng cái trường hợp lốt cây không? Nó đúng cái trường hợp lốt cây. Entropy nó cũng trung bình nó vẫn là trung bình. Điều là cái trung bình entropy nó không cho mình biết là cái thuật toán làm thế nào. Không, nhưng mà tại là vì ban đầu mình đã giả sử như là cái output là uniform thì không, không, cái đấy chỉ là một cái cách để mình chứng minh thôi, nhưng mà mình định nghĩa như vậy. Cái điểm chung với cái này thì không có logba nên entropy có logba, còn cái này dùng holder chỗ này phải là hàm mũ logba xuống các hàm đồ mới dùng được holder. Đấy là cái điểm chung. Cái giả sử cái con soi là để chỉ là tạo chỉ đơn độc của mấy cái có thể để cái này nó sẽ làm việc với tất cả những cái constraint satisfaction, cái kể cả graphical model. Vì thật ra mình không có dùng cái gì đặc biệt đâu mà trong graphical model thì là mình phải làm gì? Graphical model là mình lấy tất cả những cái khó khăn cho mình cộng thì chúng ta toán được. Hay là trong constraint satisfaction thì thay vì là liệt kê thì mình lấy cái or cái tuyển của những cái điểm đó. Nhưng mà cái sử dụng gì đến tính chất của semi-ring trong đó này? Cái tính chất của semi-ring tính chất là phối này, anh chưa sử dụng ở đây. Xem chưa, chắc là phải đến cái bài giảng tiếp theo nữa là bài bộ lý. Ngay cả trong chất toán thì anh cũng sử dụng. Không, không. Tại vì cái tính chất của C++ nó chỉ có tác dụng khi mà mình có một cái tổng của các tết nhé. Và mình đẩy cái tổng vào trong và mình đẩy tết ra ngoài. Thì số tiết đó là cái dựa C++ sẽ có. Còn ở đây là mình chưa dùng cái này. Nếu mà mình chạy chất toán trên C++ thì mình chắc chắn là mình sẽ phải biên chế nó hiệu quả hơn nhiều. Nhưng nói là chất toán này anh hiệu quả thì anh không sử dụng chất của C++. Nếu anh chạy trên C++ thì em nghĩ là cái việc chọn thằng kia là nó phải cái thuật toán cuối cùng, cái này không phải là thuật toán cuối cùng, thuật toán cuối cùng là có cái dạng như thế này là mình sẽ phải tính một cái tree decomposition của cái query. Cái tree decomposition này mình sẽ định được sau, nhưng mà nó là một cái cây mà mỗi một cái node của nó là một cái mỗi query con. Trong cái nốt này mình sẽ chạy cái thuật toán này, nhưng mà sau đó mình sẽ phải dùng cái tính chất của semi-ring để mình di chuyển cái tổng cái có thể không, nó là cái này cô đang kiểm tra quyền rồi thì đấy là cái đó là cái tính là cái cache cracking search thì nó không có cache. Cái semi-ring là nó sẽ giải thích là khi nào mình cache được thì nó không. Thank you.